Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng, đó chính là dòng sản phẩm hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong Sambok Food đến từ Hàn Quốc được chọn lọc từ những củ hồng sâm 6 năm tuổi với chất lượng cũng như là đưa qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt sau đó những củ hồng sâm này được vệ sinh sạch sẽ rồi hấp cách thủy sau khi hấp cách thủy xong thì những củ hồng sâm này sẽ được thái lát ra và tẩm với mật ong rừng để mang lại hương vị thơm ngon cũng như là dễ sử dụng cho mọi người và với dòng sản phẩm này thì cách sử dụng rất là đơn giản ở mỗi ngày thì chúng ta chỉ cần ngậm trực tiếp thôi thái lát chúng ta ngậm trực tiếp hoặc là chúng ta cũng có thể là pha trà uống à, và những công dụng của dòng sản phẩm này thì có thể kể đến chẳng hạn như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Hay đối với chị em phụ nữ thì dòng sản phẩm hồng sâm thái lát này còn có khả năng là giúp cho da rẻ của chúng ta được hồng hào và đẹp hơn. Hay đối với những người mà chúng ta thường xuyên căng thẳng mệt mỏi, sử dụng dòng sản phẩm hồng sâm thái lát này sẽ giúp cho chúng ta được tỉnh táo hơn, thoải mái hơn. Từ đó thì giúp giảm căng thẳng à, lên hệ thần kinh của chúng ta. Sản phẩm này còn có khả năng tăng cường sinh lực, bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cũng như phù hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn có khả năng là chống ung thư, điều hòa huyết áp, chống sơ cứng động mạch, chống stress, tăng cường sức đề kháng hay là tốt cho gan thận và tăng khả năng miễn nhiễm. Quan trọng hơn hết là đối với những người mà chúng ta đang bị ốm hay là sau khi ốm dậy hoặc là đối với người cao tuổi bị mất sức thì khi sử dụng dòng sản phẩm này vô cùng tốt nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn đồng thời là cung cấp các hoạt chất cần thiết giúp cho chúng ta được khỏe mạnh và ngăn ngừa một số căn bệnh khác cũng như là nó bồi bổ các dưỡng chất để chúng ta khỏe mạnh hơn sau thời kỳ mà chúng ta bị ốm Và một công dụng nữa hẳn rằng là các bạn chưa từng nghe thấy đúng không ạ? Đó chính là dòng sản phẩm hồng sâm tầm mật ong này nó còn có công là chống say tàu xe cho chúng ta. À, với cách sử dụng rất là đơn giản, trước khi đi tàu xe, chúng ta chỉ ngậm khoảng từ 10 cho đến là 15 phút là đã có tác dụng rồi vâng và quan trọng hơn dòng sản phẩm này thì còn đã được kiểm định rõ ràng cũng như là có giấy tờ cấp phép đầy đủ thế nên khách hàng có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của dòng sản phẩm và như kiểu anh đã nói đó chính là với bất cứ dòng sản phẩm nào cũng vậy trước khi mua thì chúng ta nên kiểm tra nguồn gốc xuất xứ cũng như là về chất lượng của dòng sản phẩm tuy nhiên nếu như các bạn không sành trong việc này thì hãy đến với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ bởi tất cả sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc thì đều có giấy tờ cấp phép đầy đủ đồng thời là còn có các bạn còn có thể là kiểm tra thông tin xuất xứ sản phẩm bằng cách là trách mã vạch hoặc là trách mã cốt ở trên hộp sản phẩm này và từ đó thì có thể là chúng ta biết được hết thông tin của sản phẩm rồi đúng không ạ à, để mua được sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm hồng sâm tầm mật ong đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.